Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang vừa tổ chức diễn báo cáo Chợ Cải Lương Một Giấc Mơ tham dự hội thi tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tại tỉnh Kiên Giang. Vở Cải Lương tái hiện lại cuộc chiến đấu đầy gay go ác liệt của quân và dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc và khắc họa nỗi niềm của người cựu chiến binh khi nhớ về các đồng đội của mình năm xưa. Đó là những chiến sĩ đơn vị chủ lực thuộc đoàn 61 từ miền Bắc vào Nam chiến đấu và đã anh dũng hy sinh ở hang đá đồi Ma Thế Lãnh thuộc núi Chài Lớn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau đó thì các ban ngành chức năng đã tiến hành quy tập hài cốt 7 liệt sĩ với sự chứng kiến của thân nhân, đồng đội và đưa các anh về với quê nhà. Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.